Đại gia tặng Phương Trinh Jolie 10 cây vàng trong lễ cưới này là ai? Sáng nay, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã tổ chức lễ rước dâu và thực hiện những nghi thức cưới hỏi truyền thống tại nhà riêng. Một trong những sự kiện được quan tâm nhất sáng nay chính là lễ đón dâu của Phương Trinh Jolie và Lý Bình tại nhà riêng. Từ sớm ngày 25 tháng 4, cặp đôi đã rộn ràng chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình. Bên cạnh vai sồ đỉnh cao của cô dâu chú rể, netizen cũng vô cùng quan tâm đến những sính lễ vô cùng đắt giá từ gia đình Lý Bình cũng như món quà khủng của bản thân cặp đôi đã dành tặng trong hôn lễ vào ngày hôm nay. Xuất hiện khá muộn, bản thân vợ chồng Phương Trinh và Lý Bình là Lê Thị Hồng Nhung đã khiến nhiều người chú ý khi tham dự buổi lễ với quà cưới 10 cây vàng được đựng trong chiếc hộp đỏ cực sang trọng. Với giá vàng hiện nay, món quà cưới này ước tính trị giá lên đến 700 triệu. Màn chơi lớn này khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp và tò mò chị em thân thiết cỡ nào mà lại tặng món quà khủng đến như vậy. Được biết Lê Thị Hồng Nhung là người bạn rất thân của Phương Trinh. Cô cũng là mảnh ghép còn lại của hội bạn thân Thảo Điền cùng với vợ chồng Phương Trinh và Lý Bình, Lương Thế Thành, Thúy Diễm. Trên trang cá nhân của mình, Hồng Nhung thường xuyên cập nhật những hình ảnh tụ họp vui chơi với Phương Trinh Jolie. Phía chú rể Lý Bình thể hiện sự chịu chơi trong ngày trọng đại khi chuẩn bị sính lễ khiến nhiều người phải choáng ngợp. Sính lễ bao gồm 88 lượng vàng, hơn 2 tỷ đồng trang sức kim cương của một đơn vị chế tác trong nước, nơi cặp đôi đặt nhẫn cưới. Ngoài mâm vàng và kim cương, sính lễ còn có 6 mâm lễ vật khác được trang trí bằng hoa hồng.